Đề phòng cướp giật, chú ý đề phòng cướp giật. Những biển cảnh báo này có ở khắp mọi nơi. Thật khó có thể tin, đây là tình trạng đang diễn ra tại một dự án khu đô thị thuộc top những dự án có quy mô lớn tại Hà Nội. 14 năm, kể từ khi dự án này được phê duyệt, triển khai, cũng là bấy nhiêu năm, gia đình anh Phạm Văn Dưỡng cùng hàng trăm hộ dân phường Tương Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ rơi vào tình trạng đi không được, ở cũng không xong. Nhiều đồ dùng trong gia đình, anh cũng chẳng dám sắm sửa thêm. Các ô cửa được che chắn tạm bợ. Chiếc giường vừa là nơi nghỉ ngơi của gia đình, cũng là bàn tiếp khách mỗi khi khách tới nhà. Làm việc với chúng tôi vào một buổi chiều điện mất. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không khỏi bức xúc bởi dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt đã bỏ hoang gần 14 năm nay, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình phải sống trong tình trạng xa vợ, xa con hàng chục năm. Cuộc sống của chúng tôi là 14 năm nay là đấy, đường đi ngõ lại coi là vẫn ngập lụt nầy nộ, và tất cả mọi vấn đề coi là đấy, anh có năm thực tế anh biết thì là về vấn đề gia đình con cái các thứ ấy, thì hầu như là ở đây chúng tôi là những người dân nghèo mà có mảnh đất cắm ruồi ở đây thì hầu như là chúng tôi phải gửi con về quê đấy, nhờ các ông bà nuôi. Chứ còn ở đây thì mang cái tính chất mâu thuẫn giữa thế bố mẹ thế này và dự án thế này, tháo rỡ này chúng nó buồn thì... Nếu dự án này làm như thế này, người dân cực kỳ mất ổn định, mà con cái khổ sở về học hành, các cháu không có đủ tiền ăn học. Ở đây ăn học, người nông dân cho con ăn học không đến nơi đến chốn, nhiều người con cái không ăn học, bây giờ đi xe ôm rồi nghiện ngập cũng trở lên rất là nhiều. Cho nên người dân đã khổ lại càng khổ hơn. Theo tìm hiểu, năm 2004, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Lycosi, Bộ Xây dựng, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm giao 351.618 m2 đất tại các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai để thực hiện tổ chức lập phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt. Quy mô dân số trong phạm vi ranh giới nghiên cứu là 14.200 người, trong đó số dân trong phạm vi lập dự án là 11.620 người. Hai năm sau, Hà Nội chính thức bàn giao diện tích đất trên cho Lycosi thực hiện dự án. Theo quan sát của chúng tôi, hiện một phần diện tích của dự án được trưng dụng để xây dựng trạm trộn bê tông và bãi để xe. Tuyến đường dự án xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nơi tập kết rác. Nhiều lô đất chưa được san lấp, cỏ mọc tùm. Theo quy định, sau 12 tháng liền kề, kể từ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa mà nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án, thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ trình thành phố thu hồi đất đã giao. Nhưng thực tế, dự án khu đô thị Thịnh Liệt bỏ hoang 14 năm nay vẫn chưa bị thu hồi, khiến dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn rằng chủ đầu tư dự án này liệu có được ưu ái.